Rampai Vulcan, chủ tịch của tập đoàn Hidden Intelligence đã rơi vào bước đường cùng. Những tên Towser vô cùng kỹ lưỡng đã có Yua làm trợ lý đắc lực cho hắn. Hắn ta cần một con chó trung thành và ai tốt hơn người đứng đầu của AMS, đó là Fuwa. Tự tin rằng đã kế chip vào người anh, nên anh sẽ luôn luôn trung thành với hắn. Hắn đã ban cho anh sức mạnh tối thượng, sức mạnh của 10 chiếc Reiki do dữ liệu hắn ta thu thập, tạo thành chiếc Reiki mang tên Rampai Gatling, sẵn sàng trao cho anh sức mạnh khổng lồ này. Vì tin tưởng hắn đã thao túng được Fuwa và anh không thể nào chống lại sức mạnh của công nghệ cấy vào người mình. Nhưng không, Fuwa đã vượt qua tất cả, đứng lên và không bị kiểm soát của con chip do Towser cấy vào. Anh đã có ước mơ cũng như mong muốn giải cứu Yua. Anh lao tới đỡ đòn cho Izu vì đây là mục tiêu của Towser. Sau đó anh đã sử dụng chiếc Gatling Rampai Vulcan để chuyển hóa thành Rampai Vulcan. Tạo hình của Rampai Vulcan giữ nguyên tạo hình của Vulcan cơ bản là hai nửa với hai tông màu khác nhau. Nửa bên phải của anh ấy không có biểu tượng loài sói vì nó sẽ nằm ở biểu tượng 10 loài vật, được tô điểm bởi hai màu giống như chiếc Reiki là vàng cũng như xanh biển, là màu sắc đẹp nhất mà Vulcan từng sở hữu. Nhưng với tạo hình bất đối xứng, phần bên trái của Vulcan mặc dù với màu sắc nhạt hơn vẫn giữ đủ sự khác biệt cũng như tạo sự cân đối trong form thiết kế và sự sáng tạo trong tạo hình của form tổng hợp trong thời đại của Zero One. Gương mặt của anh ấy được tổng hợp từ rất nhiều chi tiết, từ vây cá mập, lông chim hay là ngồi đọc, tất cả chúng đều được tụ hợp trên gương mặt của Vulcan, chứ không đơn giản chỉ là những chi tiết giống như sói ở phần bên phải. Còn lại toàn bộ phần thân anh ấy được cấu tạo bởi những hình dạng máy móc, những khung xương kim loại từ những loài vật đại diện cho 10 chiếc Reiki kết hợp với Rampai Vulcan, bao gồm cả sói ở phần thân đại diện cho anh ấy. Còn lại tất cả sẽ rải từ tay xuống chân của Rampai Vulcan. Ở hình dạng này, vũ khí của anh vẫn là khẩu short drive, cũng như tận dụng hoàn toàn sức mạnh từ 10 loài vật. Sức mạnh của đôi cánh giúp anh khả năng bay lượn, mặc dù chỉ tạo ra một đôi cánh bên phần thân trái, nhưng nó giúp anh bay lượn thoải mái, cũng như là một bộ phận vô cùng quan trọng giúp anh giữ thăng bằng khi sử dụng chiêu cuối. Phần tay của anh bao gồm sức mạnh của khí đột giúp anh gia tăng lực đấm, sức mạnh của cá mập giúp anh cắt phăng tất cả mọi thứ, sức mạnh của bò cạp tạo ra một chiếc kim độc tấn công kẻ thù, sức mạnh của hổ tạo ra một ngọn lửa, cũng như sức mạnh của gấu Bắc Cực sẽ tạo ra cơn bão tuyết. Đôi chân của anh bao gồm sức mạnh của loài ong với những cấu trúc kim, khi anh tập hợp năng lượng khả năng bắn ra những chiếc kim sắc nhọn vào kẻ thù. Sức mạnh của cheetah giúp anh gia tăng tốc độ, cũng như mamo, sức mạnh của loài voi mammoth giúp anh giữ vững thăng bằng cũng như ra những cú đá cực mạnh vào kẻ thù. Và không thể quên phần ngực của loài sói đại diện cho Vulcan, sức mạnh của sự dẻo dai và khả năng thiện xạ. Ngoài khả năng sử dụng tất cả những loài vật ra những chiêu thức cực kỳ chất lượng, vũ khí của anh Gatling giúp anh xoay vòng và kết hợp lại bộ ba theo một nguyên tắc nhất định. Bộ ba đầu tiên với đòn kết liễu mang tên Rampai Power Blast là combo thiên về sức mạnh với ba biểu tượng Reiki là Punching Kong, Reiki Mamo cũng như Biting Shark. Anh sẽ dùng Reiki Mamo giữ thăng bằng cũng như đỡ đòn của đối phương, sau đó lao tới với sức mạnh khổng lồ từ bên chiến công, tấn công và hất văng chúng lên không trung. Cuối cùng anh lao theo và sử dụng đòn tấn công kẹp hàm từ đôi chân của mình, giống như cách cá mập cắn tan con mồi. Ba đòn tấn công cực kỳ quy lực và phối hợp hết sức đẹp mắt đã tạo nên sức mạnh của Rampai Power Blast. Đòn kết liễu thứ hai là Rampai Speed Blast, thiên về tốc độ với ba biểu tượng Reiki là Lightning Hornet, Rushing Cheetah cũng như Flying Falcon, tụ hợp sức mạnh vào khẩu Short Drive. Anh bắn ra hàng loạt mũi kim tấn công vào kẻ thù. Mũi kim này có khả năng phá vỡ những cấu trúc năng lượng từ khả năng mô phỏng của Commander Towser. Sau đó anh tạo ra một bản thể nhập vào nó, tăng tốc độ di chuyển, tấn công kẻ thù bằng tốc độ của loài báo. Sau đó anh kết hợp với sức mạnh của Flying Falcon bay xung quanh và ra đòn kích cực kỳ mạnh dán vào người kẻ thù. Và đòn cuối cùng là Rampai Element Blast với sức mạnh của những chiếc Reiki Flaming Tiger, Rising Bear cũng như Sting Scorpion. Đòn này có hai biến thể. Đầu tiên, hai tay của anh sẽ sáng rực sức mạnh của băng và lửa. Anh sẽ ném băng để đóng băng cái hù cũng như lửa để thiêu cháy chúng. Sau đó, anh tung đòn kết liễu bằng chiếc ngồi độc trên tay của mình, phá nát hai lớp cấu trúc và nghiền nát kẻ thù. Đòn thứ hai, anh sẽ tụ hợp bàn tay lửa và băng tạo thành một quả cầu hỗn hợp như ngọn lửa địa ngục thiêu cháy kẻ thù cũng như khống chế chúng. Sau đó cũng tiếp tục sử dụng ngòi độc của Scorpion để hủy diệt chúng bằng sức mạnh của độc tố. Đó là tất cả 9 chiếc Reiki. Nhưng khi kết hợp tất cả chúng lại, anh sẽ có một đòn tất sát mang tên Rampai On Blast. Đòn tấn công này có hai trạng thái. Trạng thái đầu tiên là trạng thái triệu hồi, xoay vòng để kích hoạt cả 10 chiếc Reiki từ Gatling.
Anh triệu tập 10 biểu tượng rù Reiki trước khẩu súng của mình. Sau đó đôi cánh của Falcon sẽ cắm phía sau, giảm thiểu lực đẩy cũng như tăng độ chính xác cho đòn bắn. Anh sẽ bắn ra tất cả những loài thú đại diện cho 10 chiếc rù Reiki để tấn công kẻ thù. Trong trận chiến lần đó, anh đã dùng nó để vô hiệu hóa sức mạnh tương tự của Counter Towser khi hắn ta cũng triệu hồi 10 loài thú từ chiếc sắt của mình. Đòn thứ hai là đòn tất sát. Anh cũng thực hiện tương tự như vậy, đôi cánh của chim ưng sẽ cắm xuống đất, tạo cho anh sự kiên cố thực hiện đòn tấn công. 10 chiếc vòng sẽ tụ hợp lại, tạo ra một con sói khổng lồ bao quanh bởi nguồn năng lượng của 10 loài vật. Viên đạn cầu vòng xuất hiện với sức mạnh khổng lồ bắn tan tất cả mọi thứ. Đòn này mạnh tới mức có khả năng phá những chiếc sai do Towser mô phỏng, cho dù chúng ở trạng thái đơn độc hay trạng thái xoay vòng, để tăng độ phòng thủ, tất cả chúng đều bị xuyên thủng bởi đòn này.